Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Tôi Đây. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Nguyễn Việt Hoàng, anh em Sao Chính Không, anh em Hiếu Nguyễn, anh em Khánh Nguyễn, anh em Dương Nguyễn, anh em Tùng Hoàng Sơn, anh em Minh Quang và cuối cùng là anh em Nguyễn Thanh. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Anh em thân mến, ở thời điểm hiện tại, ngoài việc anh em có thể ủng hộ kênh bằng cách donate cũng như là đăng ký hội viên ở trên kênh, thì anh em có thể ủng hộ kênh bằng cách mua hàng ở trong giỏ hàng gắn ở trên kênh anh em nhé. Việc anh em ủng hộ sẽ giúp tôi có thu nhập để duy trì công việc này. Nếu anh em yêu thương, thích xem những cái video clip của tôi làm, thì anh em đừng ngần ngại gì mà không mua ủng hộ cho tôi một cái món hàng mà tôi bán. Có thể cái món hàng ngày hôm nay anh em không cần, nhưng mà biết đâu đấy đến một ngày tôi lại bán cái món đồ mà anh em cần, thì anh em hãy đừng ngần ngại mua cái món đồ đó để ủng hộ cho tôi anh em nhé. Đấy, anh em vừa mua được cái hàng có cái giá ưu đãi giảm giá, mà tôi thì cũng có kinh phí để duy trì kênh anh em nhé. Và cái quan trọng hơn hết là những cái món đồ mà tôi bán cho anh em đều được tôi kiểm định trực tiếp. Đấy, bản thân tôi dùng, tôi thấy nó ok, tốt thì tôi mới giới thiệu và bán cho anh em nhé. Nên anh em cứ yên tâm về chất lượng. Và cái giá thì lúc nào cũng sẽ là cái giá ưu đãi nhất ở trên thị trường. Làm nào để làm việc với nhà bán hàng trực tiếp, đưa ra được những cái voucher, những cái ưu đãi hấp dẫn nhất. Anh em có thể mua hàng qua giỏ hàng ở trên kênh với giá rẻ. Mặc dù có thể là nó không rẻ được nhiều, chỉ rẻ hơn được 5-10 nghìn thôi, nhưng mà nó vẫn là thấp hơn so với thị trường anh em nhé. Đấy, và rẻ hơn 50 nghìn là nó cũng là tốt rồi. Nếu anh em mua nhiều thì nó sẽ được giảm nhiều anh em nhé. Và tôi xin phép các anh em cho giới thiệu cái sản phẩm ngày hôm nay tôi bán. Sản phẩm ngày hôm nay tôi bán là một cái sản phẩm khoái khẩu cho các anh em tín đồ ăn vặt ở trên kênh. Sản phẩm này tôi đã bán trước đây ở trên kênh và bán được rất nhiều hàng. Có thể nói là bán được nhiều nhất trong tất cả các cái món hàng mà tôi đã bán với trên 200 hộp. Siêu phẩm khô bò của nhà Enfood đã quay trở lại anh em nhé. Với một hộp nửa cân bò xé vụn, bình thường anh em sẽ phải mất 145k cho nửa cân bò xé vụn. Thì ngày hôm nay với một cái ưu đãi rất là đặc biệt ở trên kênh, khi mà anh em ấn vào giỏ hàng ở trên kênh, anh em chỉ phải bỏ ra là 122k cho nửa cân bò xé vụn. Giá này là một cái giá mà cực kỳ yêu thương luôn. Chẳng mấy khi mà nó xuống thấp đến như này đâu anh em ạ. Nên là anh em nào mà có nhu cầu về ăn vặt thì anh em hãy nhanh tay ấn vào giỏ hàng để nhận được cái ưu đãi đặc biệt này anh em nhé. Và số lượng có hạn thôi, giới hạn là 200 hộp bán ra. Hết 200 hộp giá trở về như cũ, hoặc đến hết ngày 17 tháng 12 cũng hết cái chương trình khuyến mại này anh em nhé. Chúc anh em sẽ mua được những cái sản phẩm như ý. Rồi, cảm ơn anh em đã lắng nghe quảng cáo. Chúng ta sẽ vào game ngày hôm nay. Game này thì nói chung là cũng đang mơ hồ, chưa biết chơi gì. Đầu game thì cho tôi hai con 3 tiền anh em ạ. Hai con 3 tiền này nó đều là co của một trong những cái bộ mà tôi cũng đang rất là hay chơi ở trong rank. Ây à, ra gót lên được 2 sao này, nhưng mà ra một cặp phong vũ. Ra cặp phong vũ luôn, lại ra thêm con beat. Bây giờ phải chốt thôi. Bây giờ chốt xem là chưa cái gì. Đang hơi phân vân đấy. Ê à, từ từ nhá. À, hai mèo luôn này. Thôi chết rồi, chưa kịp lém con mèo vào. Rao sau lém con mèo vào đó. Mà rao này thua rồi. Rao này đối thủ khỏe bạn. Ốc 2 cũng có phong vũ trong bộ Greater. Ok, cho hai con mèo vào đã. Nếu mà bây giờ up cấp lên là có thể chúng ta sẽ thêm một con Skybreaker vào được. Thêm con Skybreaker nữa, một cặp. Hoặc là cho thêm một con phong vũ nữa. Như này đi. Cho vào chắc chắn là chúng ta đánh được chuỗi thắng đấy anh em ạ. Đánh như thế này thì nếu mà thắng thì chúng ta sẽ có cái công nghệ. Công nghệ roll. Úi giời. Wing Ranger 2 sao luôn ạ. Round 8. Nhưng mà số lượng đè chất lượng. Ok. Vẫn thua.
Thua không? Cuối nào? Ui rồi, ui may quá anh em ạ. Thế là vẫn có cái công nghệ mech. Phong Vũ lên được 2. Ây chà, thế thì lại nghĩ lại vậy. Phong Vũ 2 sao à? Phong Vũ 2 sao chơi gì nhỉ? Con Phong Vũ này thì nó bây giờ người ta hay chơi là chơi Gladiator thôi. Nhưng vừa nãy là có thằng nó chơi Gladiator ấy. Ngoài ra thì có kết hợp với cả cái bộ Metalit. Metalit kẹp với cả đỏ. Metalit kẹp với Feather cũng ngon. Và hiện tại thì trong trận đấu này có thể là chúng ta sẽ chơi đỏ. Có chơi không? Hay là chúng ta coi như cái con Phong Vũ này là một cái con gánh ở giai đoạn này thôi. Sau đó là tí nữa thì chúng ta chuyển. Chúng ta bán Phong Vũ đi chơi con khác. Đấy nó cũng là một cách. Là chúng ta dựa vào cái bài được cho chơi tạm giai đoạn này. Giữ cái chuối, đánh giữ máu đầu game với cả lấy chuối cái đã. Xong rồi tí nữa khi mà chúng ta form được bài thì chúng ta bắt đầu chúng ta chuyển dần Gladiator này. Mà bây giờ cho Gladiator vào thì không có công nghệ mech. Thôi từ từ đã anh em ạ. Tôi muốn là có cái free roll để chúng ta form được cái bài gì đấy cho nó mạnh mạnh một tí. Chứ còn nếu mà bây giờ mà chuyển sang Gladiator luôn thì toàn một sao thôi. Toàn một sao thôi anh em ạ. Ít ra là cũng phải full 2 sao chuyển sang Gladiator thì nó mới hợp lý. Mà bây giờ cái bọn Gladiator này ấy, thì đánh cái con Dominator này cũng chỉ đánh một con thôi. Không cần phải là có hai con để úp lồng đâu. Bây giờ úp xong cái lồng là xong mà. Chứ là không như ngày trước là úp lồng thì nó khóa cứng đối thủ. Bây giờ úp lồng nó chỉ được tăng tốc với cả giảm tốc đánh của đối thủ thôi. Thì cần một con kích hệ thôi. Thay vào đấy là chúng ta bù thêm những cái lượng đam đến từ những con khác vào nó mạnh hơn. Chứ còn nếu mà ôm hai con xong úp hai cái lồng chồng lên nhau nó cũng chả giải quyết được nhiều vấn đề. Đấy, ui Phong Vũ vừa ra tiếp này. Phong Vũ 3 sao hả? Random thôi. Phong Vũ 3 sao kết hợp với gì? God. Nên nhớ là trận đấu này có con tướng mới. Đấy, có con tướng mới thì chúng ta có thể chơi God kết hợp với Metalit. Úi từ từ nhá. Mèo à? Lại ra mèo này. Insect thì sao? Quay xe vẫn kịp đó. Có thêm con sâu ở đây rồi. Nếu mà chúng ta chơi insect mèo được không? Sẵn một con Phong Vũ. Phong Vũ ở đây là có thể là chúng ta chơi kẹp insect cũng được rồi. Ok, thua này. Ui giời, chán thế. Sao mạnh thế nhở? Ui, bài này giống Gladiator ấy nhở. Chơi gì ấy? Gladiator Phong Vũ cò à? Đấy, bỏ qua con Gladiator mà bây giờ có thêm con mèo này. Tôi cũng đang hơi phân vân anh em ạ. Thôi từ từ đã. Luôn phát nữa nào. À đấy, thế này thì insect rồi. Insect rồi anh em ơi. Ok 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 ok. Lúc đầu thì cũng định là có thể là chuyển sang Feather đấy. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà ra tới 4 con mèo rồi cơ. 4 con mèo thôi. Chốt được insect mèo đấy anh em nhá. Insect mèo heo đi. Insect mèo heo đi. Được. Coi như cái con Phong Vũ này bây giờ là kiểu dạng gánh kèo thôi. Cho vào giữ máu đó. Giảm được máu bao nhiêu thì giảm. Ok, nó cũng bắn nó cũng rát phết đấy. Hunter bắn tầm này đau thật. Đây rồi, insect này. Vừa bán ăn cây ra thêm 2 ăn cây ạ. Đúng kiểu bộ Feather 9, Feather fake ấy. Chỉ Feather fake nhưng mà thôi, đã chót là sai lầm bán cây rồi. Thôi không chơi nữa. Để cho không phải phân vân thì tôi sẽ chốt luôn ở đao này luôn nhá anh em nhá. Khỏi phải phân vân đi. Mạnh mẽ nào. Quyết định là thôi, bán hết đi.
chuyển sang Insect. Ok không? Ok nhá. Quyết định là như thế đi. Nhiều khi là phải quyết tâm. Chứ bài ra nó cứ miên man như này, kiểu bị cuốn vào là chết ấy. Chúng ta phải có cái sự quyết đoán của một người coi như là có kinh nghiệm lâu năm trong cái trò này. Quyết đoán luôn. Không có chơi kiểu là cứ thấy bài ra ra một tí xong rồi lại cuối cùng lại quay xe là chết ấy. Đấy, thế này được rồi. Ok, hiện tại là vẫn đang có cái công nghệ để chúng ta roll. Vẫn đang có công nghệ roll. Thế được rồi, mặc dù là tiền thọt nhá. Tiền bây giờ là level 6, 15 tiền là quá thọt rồi. So với cả những cái người còn lại, anh em cứ để ý mà xem. Tiền là bị thọt đấy. Đấy, insect đây rồi. Có sâu insect đây không? So với những cái thằng còn lại thì bị thọt. Nhưng mà nói về cái độ mà chúng ta form được bài ấy, thì chúng ta coi như là đang form được rồi đấy. Đang form được rồi. Và có cái free roll, cái quan trọng là cái đấy. Thay ra được tabu chờ này. Bắn giáp thật đấy. Hunter bắn đau thật. Ui vẫn thua luôn. Mùa ta 2 sao ạ. Thề. Level 75 tiền vẫn hơn tiền tôi. Mà nó ra được cái con co tướng ở trong cái bộ Hunter 2 sao. Quên mất là chưa pick con bọ cạp. Pick vào. Nếu mà chưa có trứng thì vẫn phải pick bọ cạp vào anh em nhé. Khi nào mà chúng ta có trứng thì chúng ta mới được bỏ con bọ cạp ra thôi. Mà lên là pick cái con bọ cạp vào. Biết đâu đấy con bọ cạp lên 2 sao chúng ta có cái hiến tế của con 3 tiền. Khi nào mà bài hòm hòm thì mới vứt ra, mới bỏ trong cái cửa hàng ra. Bình thường thì vẫn để vào bình thường thôi. Có trứng thì tôi vẫn cứ bỏ vào cái con bọ cạp anh em ạ. Biết đâu đấy bọ cạp ấy lên 2 sao sớm. Tiền thọt quá nhở. Bây giờ ít tiền nhất ấy. Với ít tiền nhất là level thấp nhất luôn. Được cái là giữ máu. Máu bây giờ là đứng ở trên top 3. Do là không có xanh, không có đánh chuỗi. Nhưng mà vẫn được top 3 là ok rồi. Cố gắng giữ máu đó. Bài Insectoid này thì nếu mà thọt tiền quá thì đánh ở level thấp thôi anh em ạ. Đánh mà thọt tiền quá đánh ở level 7 luôn. Đấy, tiết kiệm tiền đánh 50 tiền level 7. Mà đánh ở level thấp thì đương nhiên là những cái con như kiểu cái con phong vũ này chúng ta sẽ phải bán sớm thôi. Vì làm gì có slot đâu mà chơi. 4 con Insectoid thì nó đã mất 4 slot rồi đúng không? Thêm với cái 3 slot hiến tế thì đã có 2 slot là con mèo rồi. Vậy là chỉ còn là 1 slot hiến tế thôi. Đấy, thế nên là đánh ở level 7 nó sẽ là phải bán cái con phong vũ đi. Còn nếu mà chơi phong vũ thì phải thôi mèo. Là phải bỏ mèo đi. Mà chơi cái bộ mèo heo gấu thì đương nhiên là sẽ phải có mèo thôi. Nó mới mạnh. Còn phong vũ đánh theo kiểu co, một co dồn đồ thì nó lại chơi kiểu khác. Chơi kiểu thế là chơi cái kiểu lết muộn. Lết muộn thì thường up cấp lên level 8, level 9 chơi. Nhưng mà tôi trận này thọt tiền quá rồi, không chơi được anh em ạ. Nên là đánh ở level thấp, đánh Hyperdrone chơi mèo. Chơi mèo heo gấu thì đánh chỉ cần lấy cái trứng thôi. Đấy, vừa rẻ tiền này. Những cái món đồ rẻ tiền này mà chúng ta đánh chúng ta giữ được máu tốt. Đánh ở level thấp, Hyperdrone. Lên 3 sao rồi chơi. Đấy, cắt được chuối, ok chưa? Quá tốt. Và chúng ta có cái công nghệ make để chúng ta roll luôn ở cái này luôn. Đấy, vẫn đang roll ở level 6 rồi nhá. Chưa có tiền lên 7 đâu ấy. Và tôi cũng sẽ chưa lên 7 vội. Cứ từ từ. Chu Hải lên level 9 hết lời rồi kìa. Dã man. Chu Hải Eco quả lên 50 tiền. Đánh ở level 8 ra 17. 50 tiền luôn. Anh em bảo tôi có lên cho Insect vào ra này không nhỉ? Nếu mà cho Insect vào thì up mèo luôn. Lên 2 sao có một hiến tế. Ok không? Hợp lý không nhỉ? Hai hiến tế đấy, hai hiến tế đấy. Từ đã. Ui thế chưa? Đang hơi phân vân. Quả đấy định up lên 8 luôn anh em ạ. Định up lên 8 luôn để vẫn có cái công nghệ make để roll. Nhưng mà không kịp, còn mấy giây không kịp lên 8. Thế là round này sai lầm rồi. Thôi round sau lên 8 vậy. Để như này thì vẫn lên 8, vẫn có cái công nghệ make roll anh em ạ. Thôi lên 8. Thọt tiền tí cũng được, nhưng mà vấn đề ấy là chúng ta có 2 hiến tế 3 tiền ở đây.
2 tới 3 tiếng chơi 2 insect thôi thì cũng ngon. Để cho cái con phong vua nó gánh một thời gian nữa vậy. Cái quả vừa rồi là lẽ ra là không mất nhiều máu thế đâu. Nếu mà tôi vứt cái con Insectoid vào, tôi thay con Skybreaker ra kịp. Đấy, nhưng mà khổ, già rồi, tay chậm, mắt thì mờ. Anh em thông cảm nhá. Đấy, cái quả này chắc chắn là sẽ có nhiều anh em chê cười tôi lắm. Tôi biết cái điều đấy. Đấy, thậm chí là một vài anh em như kiểu anh em Nguyễn Bá Hưng là chắc chắn là cái quả này là bảo là tôi chưa thấy có một ai mà tay chậm như anh Tuấn mà lại còn làm YouTuber. Làm cho tôi xấu hổ lắm anh em ạ. Những cái pha như thế này xí xóa nha anh em nhé, coi như mình không nhìn thấy. Đấy, chúng ta lại tiếp tục chúng ta theo dõi. Ok. Vậy là chúng ta còn một con insect nữa thôi anh em ạ. Quá tuyệt vời. Và vẫn có công nghệ make it roll nha anh em nhé. Vẫn có công nghệ make it roll. Chúng ta sẽ có thể roll ra được cái con Insectoid thứ tư. Trong trường hợp mà không ra được cái con Insectoid thứ tư thì sắp tới đây, cái round sau là chúng ta cũng sẽ có thể là tìm mấy quả trứng rồi. Ok. Trận này sẽ có ai chơi Insectoid giống tôi không? Mèo, heo, gấu. Up lên 8 này thì nó có một cái hay, đấy chính là chúng ta có thể kiếm được con heo. Đấy, và chúng ta cũng có thể kiếm được con mèo. Con mèo vẫn có thể kiếm được ở level này. Con heo và con gấu. Nhưng mà trong trường hợp mà nó chỉ có một trái trứng thôi ấy, thì ưu tiên là kiếm với con heo. Chứ còn con gấu bây giờ nó cũng không ngon như ngày trước nữa. Ngày trước là gấu khi mà chúng ta vào trận đấu là nó gọi đệ ra luôn. Nhưng bây giờ thì nó phải đầy mana là mới gọi được, nên là nó không ngon như ngày xưa đâu. Thì con gấu nó cũng không phải cái trường hợp mà có thể ưu tiên chơi. Thay vì chơi con gấu chúng ta thì chơi một con khác cùng hệ beat ngon hơn. Đấy chính là cái con ngộ không anh em nhé. Đấy, có thể thay con ngộ không. Ok. Được đấy. Rồi, vậy là tiền nó cũng không thọt lắm đâu. Level 8, 20 tiền. Rao này có thể tiết kiệm được không nhỉ? Tiết kiệm có sợ lọt quái không? Rao này mà bán một con zipper đi thì lọt quái không nhỉ? Hơi sợ. Tiết kiệm được một chút nhưng mà lọt quái thì chết. Thôi. Bắt buộc cái rao này là phải thắng quái để làm gì? Để lấy được cái quả trứng đấy anh em. Chơi Insectoid đó là cái món đồ chấn phái ở bộ này. Một cái món đồ mà nó rẻ tiền nhưng mà nó rất là hiệu quả trong cái bộ này. Khi mà có đồ Insectoid thì cái bộ này nó rất mạnh. Mạnh ngay từ cái thời điểm này luôn ấy. Ok. Rồi xem nào. Có gương nhưng mà thôi, gương thì cũng giải tán gương thôi. Gương thì kết hợp với mèo thì cũng được đấy. Hay lấy gương nhỉ? Đang hơi phân vân nhưng mà thôi lấy gương vậy. Gương này thì kết hợp với mèo cũng được, tôi quên mất ấy. Định là kiếm cái quả trứng nhưng mà thôi lại nghĩ lại. Lại bảo là thôi có cái con mèo này thì bây giờ nó cũng có mèo 2 sao ấy, cầm gương nhảy thì cũng ác chiến phết đấy anh em ạ. Thực ra là bây giờ mèo nhảy phát là hai cái gương nó nhảy theo là cũng ngon rồi. Đây rồi, 4 insect này. 4 Insectoid luôn. Có khi là Hyperon ở cái level này luôn. Quá tuyệt vời. Hiện tại là có 2 hiến tế. Để cho con mèo nó nhảy nhanh anh em nhé. Cho con mèo mana cho nó nhảy nhanh. Cái con mèo 2 sao nó nhảy thì con mèo 1 sao là cũng nhảy theo đấy anh em ạ. Đấy. Nhảy 4 con một lúc luôn. Quá là ok. Úi dồi anh em nhìn này. Cắt chuối luôn của thằng chuối cộng 7 luôn. Khỏe chưa? Đấy Insectoid đây anh em ạ. Insectoid này meta cũng ác phết đấy. Không đùa đâu. Cái bộ này là cái bộ nó khỏe sớm. Cái bộ nó khỏe rất là sớm. Thậm chí là tôi cắt chuối xong mà tôi có thể dí lên 9 luôn cũng được. Quá tuyệt vời luôn. Hiện tại là có tới là 3 hiến tế rồi.
Đấy, Hyperdon ở level 9 cũng vẫn ok. Vừa lấy thọt tiền nhưng bây giờ còn thọt nữa đâu. Bây giờ cắt chuỗi được hai phát cái là ngon ngay rồi anh em ạ. Sau hai lần cắt chuỗi tôi bây giờ tôi đang có một cái lượng tiền rất là dư giả. Lên được level 9 với hai hiến tế, ba hiến tế ở đây rồi. Quá tuyệt vời rồi. Đấy, gót đỏ. Gót đỏ du. Cũng lên 9. Gót đỏ du lên 9 nhưng mà gặp Insectoid của tôi với một dàn toàn sâu 3 sao. Bộ cạp 3 sao, bắt đầu hóa những con 3 sao. Cuộc này nó thực sự là cái tầm này đúng ác mộng của tất cả các nhà luôn á. Insectoid bọ đẻ ra cực kỳ nhiều luôn. Toàn 3 sao kìa anh em kìa. Thấy không? Mà chỉ có hai con hiến tế 3 sao thôi nhá. Khỏe chưa? Quá căng anh em ạ. Ui ôi đẩy nó sấp mặt luôn. 21 máu này vô vẫn đi. Toàn 3 sao đi kia thì đỡ làm sao được. Ui rồi ui đi luôn không? 21 máu. Ui rồi đi luôn, đặt luôn. Ui giời. Quá dã man anh em ạ. Thề không thể nào có thể tin nổi. Bộ Insectoid. Anh em nhìn trên cái bàn cờ của tôi đi. Mấy con Insectoid toàn 1 sao rồi nhá. Mà nó đẻ ra toàn 3 sao. Quá ác. Đẻ toàn 3 sao luôn ạ. Càng thật sự. Trong khi toàn 1 sao luôn. Toàn 1 sao. Chưa thấy có một con nào Insectoid 2 sao cả. Trừ mấy cái con mèo với cả con phong vũ thì nó không phải ở trong bộ Insectoid. Nhưng mà nó lên được 2 sao mà nó có thể gọi ra được 3 sao Insectoid. Ê mà càng. Đấy lại tiếp tục rồi anh em này. Sâu 3 bộ cạp 3 rồi. Lại khỏe rồi. Lại đấm sấp mặt rồi. Gặp cái thằng AK kia có khi vớ vẩn cắt chuỗi à. Khỏe chưa? Úi dồi ôi, lại đẩy một đống máu. 17 máu vớ vẩn đi luôn này. Chu Hải đây. Dễ lắm rồi. Dễ lắm, dễ lắm. Úi dồi ôi, lại nhiều phết đấy anh em ạ. Đấy, úi dồi ôi. Tôi biết ngay mà lị. Kiểu gì gặp vô insect này cũng toát mồ hôi hột luôn. Hai ông kia, một ông thì gót đỏ, tưởng là sáu đỏ là ngon rồi, ai ngờ gặp toang. Xong rồi đến một ông nữa thì cũng hunter, hăng tiểng gì đấy, gặp insect bay màu luôn ạ. Trời, đẩy căng thật đấy, mà toàn một sao nha anh em nhá. Chứng tỏ là bộ này mạnh ấy chứ. Quá mạnh. Riêng bộ này anh em phải cho vào thư viện leo rank đi anh em ạ. Được đấy. Bộ rẻ tiền mà mạnh. Rẻ tiền, đồ không cần nhiều luôn. Hunter kẹp với cả tabu. À thôi. Hunter kẹp tabu chịu rồi. Dao này chắc thua. Mất chuỗi. À không, chưa chắc nhá. Chưa chắc. À không thua rồi. Thua. Giết chết con súng đi nào. Rồi ôi lướt là toàn bắn trượt. Chán thật ấy. Quả lướt mà bắn trúng con súng thì có khi là cũng ăn đấy. Để mất chuỗi rồi. Từ từ nha, con này mà áp cấp lại yếu. Không được. Không. Bình tĩnh. Nếu mà chưa có hiến tế thì chúng ta sẽ không áp con này lên nha anh em nhá. Để này giữ máu. Chơi bộ bọ nó hay cái chỗ là nhiều khi là để giữ hai con một sao thì nó lại còn mạnh hơn là một cái con hai sao cho vào. Bây giờ phải thêm một con nữa cơ thì mới áp được. Bình tĩnh. Này nhiều người chơi Hunter phết nhỉ. Bây giờ là con mèo của tôi là nó phải cần thêm hai con nữa cơ. Hai con nữa mới lên được là 2 sao. 30 tiền này nó kéo được hai con mèo nhỉ. Được cái là nếu mà bây giờ mà tôi roll một lúc nữa mà tôi ra Insectoid ấy, thì cái bộ này nó sẽ hiến tế được rất nhiều đấy. Bởi vì bây giờ tôi đánh ở level 9 rồi. Đấy, ra thêm con mèo này. Bỏ vào. Có hiến tế rồi. Thôi nha, không lấy gương nữa. Bây giờ phải kiếm trứng. Bây giờ random không ra này. Rồi. Random không ra đổi một cái mua đồ cam nhá anh em nhá. Đổi một cái món đồ cam đi. Đổi món đồ cam để làm gì? Tí nữa solo late game thì còn có cái đủ cái sức mạnh để đánh solo late game. Đồ cam này nếu mà giả sử không ra trứng thì chúng ta có thể lấy đồ cam chúng ta cho mèo 5 đô late game. Đấy, ra hồ sọ đẫm máu và ra cái búa. Tôi nghĩ tôi sẽ lấy cái hút máu trước. Lên game là cho cái đồ này cho con mèo 5 đô thôi. Giả sử nhưng mà không
không ra được mèo 3 đô này lên được 3 sao ấy thì chúng ta chia con là mèo 5 đô cũng được anh em ạ. Trận này có mèo 5 đô yên tâm. Kiểu gì cũng chơi được. Rồi cố lên nào. Giữ máu đi. Đừng có thua, đừng có mất nhiều máu được. Rồi gặp cái 5 rồng này thì vô tư. Rồi ôi, bọn 5 rồng nó vào nó xả trưởng một phát bỏ tôi nó đẻ kìa. Đẩy chết luôn là chắc luôn ấy, 21 máu. Đi rồi. 5 rồng gặp bọ thì đi chắc rồi còn gì nữa. Tức là tôi từ lấy giờ tôi kết liễu 3 nhà đấy anh em ạ. Ra mèo long đô luôn này. Hay quá. Ra mèo long đô thì thôi chắc là bán cái con ở đi thôi, phong vũ đi thôi. Bán phong vũ thì là thiếu slot à. Cho một con gấu vào sao? Có thêm tí bit nhỉ. Này được không? Như này có khi là cũng ngon rồi đấy. Ok. Chơi tạm con gấu. Đồ này tôi nghĩ là vẫn cứ lên để ở trên người con này. Cứ để trên người con này đã. Tí nữa chuyển. Không cần vội. Con mèo bây giờ nó lên 2 sao nó khá là trâu. Để con mèo mèo 5 đô ở dưới đánh một vài cái ở dưới thôi. Ok, Insectoid đẩy căng thật đấy. Anh em nhìn này, chủ yếu cái sức mạnh của cái bộ này nó là gì? Nó là từ những cái con bọ. Từ những cái con bọ nó hóa ra 3 sao. Chứ còn không phải sức mạnh từ cái con co của chúng ta đâu. Con co bây giờ tầm này thì nó vẫn chưa mạnh. Thậm chí là bây giờ nếu mà dí lên 10 luôn là thêm một hiến tế luôn đấy. Mà thôi tôi quyết định tôi roll ở 9 một thời gian nữa. Chúng ta có 50 tiền chúng ta roll ở 9 thôi. Đấy cái bộ này nó hay ở cái chỗ là mấy cái con bọ nó đẻ ra nó gánh cho chúng ta có khả năng giữ máu. Khi mà giữ được máu thì đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể giữ được tiền. Chúng ta có cái lợi thế giữ được tiền. Còn đối thủ là phải xả hết tiền cả. Đối thủ sắp đi chơi 9 Hunter sắp đi phải xả hết tiền nữa cả. Xả cực kỳ mạnh luôn đấy. Chín Warrior. Tabu Witcher này vẫn chưa có áo long bào, vẫn vô tư nhá. Vẫn có thể ăn được. Đấy, đi rồi. Có người ra đi rồi. Bộ bọ vẫn uy tín luôn này. Đấm 9 Warrior như con luôn này. Đấy, 9 Warrior gặp tôi. Mất nhiều máu luôn. Ui dồi ôi, nhiều lắm. 24 máu. Từ nãy giờ mình là cái người kết liễu rất nhiều người rồi. Random đi. Đồ này không lấy được cái gì. Ok. Lên 10 hero nhỉ. Lên 10 là vừa. Anh em ạ. Bây giờ là xả tiền là kiếm 5 đô luôn. Thôi không có kiếm con mèo 3 đô nữa. Trông chả ra được lên 3 sao đâu. Lên hẳn 10 kiếm 5 đô vào chơi. Mèo 5 đô co cũng được. Ok, lại gặp Hunter. Quả này Hunter sấp mặt với tôi rồi. 19 máu chắc đi rồi. À không 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 không. Nó mạnh phết đấy nhở. Ê à, Hunter tự nhiên ra này bắn mạnh đấy. Có vẻ như kẹp được thêm Bad Omen vào với cả cái con súng. Nó có khá nhiều đồ. Nó bắn mạnh hơn vừa nãy. Súng bắn được thắng được Insectoid. À nó dùng đồ cho cái con Tetsu. À con Medusa. Nó clear nhanh hơn. Dùng đồ cho Siren anh em ạ. Ok, không sao. Chủ yếu là cái pha vừa rồi tôi cũng không có xả tiền gì cả. Để lên 10 chúng ta kiếm con mèo 5 đô 2 sao mà. Sớm muộn gì chúng ta sẽ ăn được thôi. Bây giờ cái bộ bài này của tôi ấy, nó đang hướng tới là cái con tướng 5 đô. Đồ tí nữa dồn cho tướng 5 đô đó. Sẽ lấy búa sét bất diệt cho con mèo 5 đô.
sau đó chúng ta chơi Insectoid 5 đô luôn, chứ còn không chơi trứng chiếc gì nữa, không có trứng để mà lấy cái bộ Insectoid nữa. Trận này chúng ta chơi hàng Ryu luôn anh em nhé, lấy hẳn 5 con Ryu luôn, à 4 con Ryu luôn. Đấy, bò cào chơi luôn. Tầm này bây giờ không lấy trứng nữa rồi anh em ạ, đồ này đồ tím rồi. Muốn lấy trứng thì phải vứt đồ ở cái những cái round trước cơ. Bây giờ vứt đồ thì nó muộn rồi. Ok, sẽ kiếm toàn 5 đô đó. Từ lấy giờ roll mà không ra thêm con mèo nữa nhỉ. Rồi, random. Xích, xích cũng được. Cho con này cầm đi. Một món đồ cam nữa. Ok, lấy cái gậy hack. Rồi. Đây rồi. Mèo. Không, từ từ đã. Đang hơi phân vân chơi cái gì. Đang hơi phân vân anh em ạ. Tự nhiên ra một quả trứng với con Ledzak thì tôi lại có ý định là đập trứng cho Ledzak để chơi gót. Nhưng mà tôi nghĩ lại rồi, bây giờ chuyển hết tiền rồi anh em ạ, tôi nhìn cái lượng tiền của tôi lại nghĩ lại thôi. Insect quá ấy. À quả, sorry anh em, gót quá ấy. Chơi Insect luôn. Insect luôn thôi. Gót tuần này muộn rồi. Hết tiền rồi anh em ạ. Mà cũng sắp hết trận đấu rồi. Đấy, cứ để cái này đó. Bây giờ mèo ra được thì chúng ta lấy luôn con mèo 3 sao. Chúng ta dồn đồ cho mèo luôn. Đấy. Một quả trứng nữa thôi. Ok. Hoặc là hai con mèo nữa. Vẫn sẽ dồn đồ cho con mèo 3 tiền anh em nhé. Con mèo 3 tiền này nó sẽ có thêm một con nữa cầm đồ. Đấy, chúng ta có hai Civet ở đây rồi. Mèo 3 tiền cầm hai gậy hack, nó sẽ hack vào hai con và xích vào hai con luôn đấy. Đối thủ chuyển sang Witcher anh em ạ. Đối thủ chuyển sang Witcher dồn đồ cho mèo. Mèo 5 đô. Nó còn có 5 màu, thế nó đi rồi gì nữa. Trời ơi, làm sao mà có thể clear đống này. Ôi nhưng mà nó đứng ở trong góc anh em ạ. Đứng trong góc thì con mèo của tôi nó không nhảy được vào. Được không? Ui, nó đứng ở trong góc là có hút máu. Có giáp thép. Chơi Witcher, Witcher kẹp mèo, kẹp với hai mèo. Nhưng mà bạn ơi, bạn bị trói lại rồi. Ui, thế xong rồi, có 5 máu đấy à? Thế thì sao? Thế thì sao? Trời ơi. Anh em lên cho cái bộ Insectoid vào cái thư viện leo rank của anh em ạ. Bộ này cực kỳ rẻ tiền mà đánh rất hiệu quả luôn. Thế anh em nhá, anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Cũng là cái bộ Insectoid nhưng mà tôi lấy trứng sớm và dồn đồ cho Taboo Witcher thì nó mạnh cỡ nào anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem con rồng mập bất tử kết hợp với cái bộ 9m. Nó thực sự bất tử như nào khi mà đối thủ không thể chạm vào người nó. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để hỗ trợ kênh bằng cách ấn vào link ở màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!